Rồi, xin chào cả nhà kênh Phố Sát Sài Gòn ha mọi người. Hôm nay thì mình đi ngang số 460 Điện Biên Phủ mọi người. Thấy có bánh canh bào ngư ha. Cái giá cũng rất là mềm ha, 55k thì mình tìm hiểu coi là ở đây bán bánh canh bào ngư 55k thì ăn nó sẽ như thế nào. Mời cả nhà cùng theo dõi cái clip ha. Đây mọi người ơi, mình đang có mặt ở ghiền bánh canh nha. Đó, đập vào mắt là bánh canh bào ngư nè. Thì nghe cũng khá là lạ đúng không cả nhà? Bánh canh thường là bánh canh cua, bánh canh giò heo, nhưng mà bữa nay thì có bánh canh bào ngư nha. Thì mình cũng khá là tò mò. Thì không biết mọi người có tò mò cùng với mình thì cùng mình theo dõi ha. Đó. Rồi chào em trai. Dạ chào anh. Hello nha. Dạ. Thì em là bếp chính ở đây hả? Dạ đúng rồi. Thì quán mình bán bánh canh bào ngư là đâu, cho anh coi cái bào ngư như thế nào coi. Dạ. Dạ bào ngư này là 35.000 một con nha. 35.000 một con. Dạ, 35.000 một con. Ồ. Đây em cầm để quay cho nó kỹ kỹ để mọi người cùng coi ha. Đó dạ. Mọi người thấy không, bào ngư này ha. Là tính con là như thế nào hay tính theo tô? Dạ là một con là 35.000 anh. Còn cả một tô bánh canh bào ngư. Bánh canh bào ngư là sẽ có sẵn chả cá, trứng cút và huyết. Là 55.000 một tô. Ừ. Là một tô chỉ có một con thôi. Dạ. Một con bào ngư, giả cá, trứng cút và huyết. Ồ vậy đó hả? Dạ. Thì ngoài cái bào ngư này bên em có những cái set ăn như thế nào em giới thiệu luôn nè. Dạ phần đầy đủ nhất bên em là tôm, thịt, bào ngư với cua. Đây là thịt, tôm, cua và bào ngư. Ừ. Giả cá, trứng cút, huyết là một tô đầy đủ. Giá là 115.000. Ừ. Tại sao nếu mà ăn đầy đủ các món luôn? Dạ 115.000. Ồ, một cái set đó cũng khá là chất lượng á ha. Nếu dạ. Mà vậy là cái set đó đặc biệt á. Dạ, dạ đúng. Anh rồi. Thấy bên này mình đang chiên chả cá chiên nóng luôn hả? Dạ đúng rồi anh ơi. Dạ đúng rồi, bên em là chuẩn bị phần lượng vừa đủ thôi. Tới vừa hết là ông em chiên cho nó nóng ăn cho ồ, nó ngon. Ồ, mọi người thấy không? Quá trời ngon luôn. Cá gì đây, cá thác lát hả? Dạ, chả cá này là chả cá rô đồng. Ồ, cá rô đồng á hả? Dạ. Hay ha. Dạ. Thường anh thấy người ta làm chả cá biển mà em làm chả cá rô ha. Dạ. Bên em là bán chả cá rô đồng. Ồ, đây có bé này chiên, mọi người thấy nãy giờ đứng túc trực chiên ở đây nè. So với thị trường thì anh thấy là hầu như là có chưa, có người bán chưa? Dạ em nghĩ là cũng có nhưng mà ít anh ơi, đó cũng là cái ít. Điểm riêng của quán em. Nói chung là hiếm nha, mình cũng không nói là độc nhất nha mọi người. Dạ đúng rồi. Chưa chắc là độc nhất tại vì các nhà hàng thì người ta sẽ có, nhưng mà những cái quán bình dân như vậy thì sẽ rất là hiếm ha. Một cái phần tổng hợp là tới 115 hả? Dạ đúng rồi anh ơi. 115 luôn. Dạ. Ồ, bây giờ em làm cho anh một cái phần bào ngư đi ha. Tại bữa nay mình review chủ yếu vào bào ngư. Dạ. Là cái 55 giống như cái quảng cáo trên biển đó nha. Dạ đúng rồi. Rồi em làm nha. Bánh canh thì mình xài cái loại nào? Dạ bánh canh này là chưa được trụng nóng. Giờ khách ăn thì em sẽ trụng nóng cho khách. Ờ. Sẽ ngâm bánh canh. Cái nồi nước trộn riêng nha mọi người. Dạ đúng rồi. Khách có yêu thích cái món này riêng của mình không? Cái món bánh canh ấy nè. Dạ có. Dạ có. Khoảng cuối tuần khách đến ăn cũng rất là nhiều anh. Nếu mà bánh canh bào ngư là sẽ có như vậy ha. Dạ. Một bánh canh bào ngư là sẽ có một miếng chả, chả cá lóc, chả cá rô, chả cá rô chứ quên. Dạ. Xong rồi có thêm gì? Bào ngư. Dạ bào ngư. Dạ. Đây là một phần bánh canh bào ngư. Ồ. Nếu mà ăn thêm một con đó là 25.000 nữa. Dạ đúng rồi, 35.000 nữa. 35.000 một con. 35.000 một con. Dạ vâng. Ồ. Em lấy thêm cho anh một con đi. Cái này mình ăn thêm nha mọi người. Dạ một. Rồi vô nước nha. Nước này nấu xương như thế nào? Dạ nước này là nước hầm xương. Dạ. Bên em không dùng bột ngọt. Đây là cái bàn ăn của bên quán nha mọi người. Đũa thì mình sẽ được cất xếp trong này rất là gọn và không có bị ruồi nhặn ha. Đó.
Nước sâm này là như thế nào, là mấy ngàn một ly? Dạ 10 ngàn. 10 ngàn một ly nước sâm nha mọi người, la hán quả nấu hả? Ờ. Đầy đủ vị hết trong đó. Đó, rồi còn cái này là cũng tính thêm hả? Dạ, bánh quẩy 5.000 một phần bánh quẩy nha mọi người. Đây nước sâm. Đó mọi người, nếu mà ăn thì cũng nên ăn kèm những cái này để vừa uống nè, vừa có thêm cái đồ ăn thêm ha, cho nó chắc bụng nè. Xong rồi đây là cái phần mà mình đã kêu ha, cái này mình kêu thêm chứ cái phần chính của nó có một con bào ngư thôi mọi người. Cái bào ngư thì mình sẽ tuyển chọn như thế nào, mình nhập từ đâu như thế nào? Dạ thưa anh, bào ngư tụi em nhập từ Hàn Quốc về ạ. À, nhập khẩu. Dạ, nhập khẩu Hàn Quốc ạ. À. Bào ngư bên em dùng có thể dùng ăn kèm nấu được cái món ăn khác, và đặc biệt nhất có thể dùng được sashimi luôn ạ. À, dùng sashimi dùng sống luôn á hả? Dạ đúng rồi. Nó tươi luôn. Dạ. Cái lúc mình nhập về nó là hàng đông lạnh hay là hàng như thế nào? Nó hàng đông lạnh ạ. Ồ, nhưng mà nó vẫn là đặc biệt. Nó hàng sashimi vậy, có giấy kiểm nhập đàng hoàng, đầy đủ ạ. Cái lượng bánh canh vừa đủ ha. Nhìn cũng rất là mướt luôn. Lần đầu tiên ăn bánh canh bào ngư ha mọi người, cả nhà cùng theo dõi ha. Đây mời cả nhà ha mọi người ơi, mình ăn để mình coi thử cái hương vị nó sẽ đặc sắc ra sao ha mọi người. Ở đây có mắm nha. Ai ăn cay thì bỏ thêm một ít ớt vô là ok rồi. Có chanh nè ha, để ai ăn thích ăn chua thì mình sẽ bỏ một ít chanh vô. Mình cũng khá là thích ăn cái bánh cháo quẩy nè, cho nên là mình sẽ bỏ vô để một hồi mình ăn ha. Ngọt ngào đậm vị đã ghê á. Rất là vừa ăn nha. Ngon quá. Chỉ cần cái nước súp với bánh canh là đã cuốn rồi mọi người. Wow, ngon. Cuốn quá. Cháo quẩy chấm cái nước súp ha. Ngon luôn mọi người ạ. Bào ngư ha cả nhà ơi. Đó. Mời cả nhà ăn thử ha. Rất là giòn, rất là tươi luôn. Không có cảm giác cái vị tanh mà nó rất là ngọt luôn. Ngọt thanh giống như là cái bản thân của con bào ngư vậy đó. Cái ngọt của nó hay lắm mọi người ạ. Xuất sắc nha. Nó còn có cái vị thơm của bào ngư nữa chứ. Nó không có vị tanh mà nó thơm nữa chứ. Thêm chút mắm vô chua chua ngon, tuyệt vời. Bào ngư mà 55k mà một tô bánh canh rồi có một con bào ngư rồi có thêm một miếng đó, chả cá rô nè, quá xuất sắc nha. Một trứng cút ha, đó kiểu vậy. Công nhận là bào ngư ngọt, ngon, bùi ha, không có bị tanh. Kiểu bào ngư thì mọi người thường sẽ sợ nó hơi bị tanh á. Quá ngon luôn. Chả cá rô đồng ha. Sần sật, dai dai nha. Ngọt.
nói chung chả cá chất lượng ha. Bánh canh cũng rất là ngon. Đây con bào ngư thứ hai nha mọi người, cũng xuất sắc luôn nha. Đó, cái size này là size vừa nha, đó chứ không phải là size lớn hay size nhỏ, size vừa là cũng được rồi ha. Rất là tươi nha, tươi xuất sắc luôn. Ngọt tươi, trời ơi đã quá. Ăn cái vèo hết rồi mọi người, ngon quá. Này đây mình thấy là ở đây có ba cái địa chỉ đó. Thứ nhất là Điện Biên Phủ ha, 460. Thứ hai là 573 Nguyễn Thị Thập, Tân Phong, quận 7 ha. Cái thứ ba là ở đường Song Hành, An Phú, Thủ Đức. Đó, 4849 Song Hành ha. Đây cả nhà có thể coi cái địa chỉ tham khảo ở đây ha. Nó ngọt vừa ha, ngọt thanh ghê á, chứ không có cảm giác ngọt đường ha. Đó, nước sâm 10.000. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip ha. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo. Thì mình sẽ giới thiệu một số những cái địa chỉ ăn uống ngoài hè phố, hoặc là những cái quán có những cái món ngon lạ mà giá cả phù hợp ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà.